Đây thầy ơi. Không hiệu quả với tao đâu. Xuống dưới địa ngục đi lũ ma quỷ. Mày nghĩ tao có thể tự y nhập được vào thân xác này hay sao? Con chào mẹ. Anh bán thì vô dụng à. Nhanh cái tay lên. Đấy. Chó này, cút ra cái tao từ tay. Đây không phải là gia đình. Dưới địa ngục chả có thứ gì hết. Tất cả các con quỷ đã ở trên này hết rồi. Thầy ơi.